Nhung đã gia tăng được cái đơn hàng bán ra trong mỗi tháng gấp 5 lần nhờ ứng dụng cái bí kíp này của bậc thầy Jim Rohn. Xin chào cả nhà, mình là Hồng Nhung. Hiện tại mình đang kinh doanh và cũng là một huấn luyện viên cuộc sống. Từ khi được đồng hành và sinh hoạt cùng câu lạc bộ Trạm Tam Hóa Vàng, mình đã có cho mình những cái bí kíp. Đặc biệt là Nhung có hai cái bí kíp bán hàng tuyệt vời, gia tăng đơn hàng gấp 5 lần, được học từ bậc thầy Jim Rohn. Nhung đã ứng dụng và cho ra kết quả rất là tuyệt vời, và Nhung cũng hướng dẫn cho những người thân, bạn bè và những anh chị em trên nhóm học tập, thì ai ai cũng có kết quả tuyệt vời cả. Ngày hôm nay Nhung sẽ hướng dẫn cho anh chị cái bí kíp này. Trước đây thì Nhung cũng đi kinh doanh, nhưng mà vì không biết ứng dụng những cái bí kíp này, mình luôn năn nỉ ôi mọi người là hãy mua hàng của mình. À, hãy mở hàng cho em, hôm nay họp vía, hôm nay là ngày mùng 1, hãy mở hàng, hãy mở bát cho em. Hay là anh chị ơi, hãy mở hàng cho em lấy vía, anh chị hợp tuổi với em nè, hãy mở hàng lấy vía cho em. Em ôm nhiều hàng quá, hãy ủng hộ cho em. Đó là những cái câu nói mà Nhung thường nói trước đây. Có anh chị nào trong hoàn cảnh của Nhung không ạ? Yes, và khi biết về cái công thức này, Nhung đã hiểu được có hai cách mà để mình thu hút được sự chú ý của khách hàng và để mình gia tăng cái đơn hàng của mình. Thứ nhất là đóng vai nạn nhân để khiến cho người khác thương hại và họ sẽ mua hàng của bạn và ủng hộ bạn. Họ nói rằng gì ạ? Em ơi, chị bán ế lắm. Em ơi, chị không có một cái đơn hàng nào hết và em là cái người khách hàng đầu tiên tuyệt vời của chị. Em hãy mở hàng cho chị đi, chị xin cái vía may mắn của em để chị có thêm nhiều cái đơn hàng hơn nữa. Anh chị thấy những cái điều này có quen không ạ? Và anh chị thấy là cái trường hợp này thì chúng ta gặp nhiều ở những cái anh chị kinh doanh truyền thống. Và những cái anh chị mà mình kinh doanh mua bán ở chợ thì thường hay dùng cái cách này. Đó là biến mình trở thành nạn nhân để cho người khác thương hại mình, để họ mua hàng, họ ủng hộ mình. Nhưng nếu như các anh chị đã xác định mình là một người bán hàng xuất sắc, thì anh chị đừng giữ cái tư duy này, bởi vì cái tư duy này nó không giúp cho anh chị phát triển được cái công việc kinh doanh lâu dài và bền vững và đi nhanh đâu ạ. Chúng ta sẽ không thể nào kinh doanh thành công và xây dựng ra một cái doanh nghiệp được. Và cái cách thứ hai để giúp chúng ta có được cái sự quan tâm của người khác, đó chính là hãy tạo giá trị cho họ. Chúng ta phải tạo một cái giá trị đủ lớn để người khác nhìn vào và họ phải dừng lại, họ phải nghe, họ nhận giá trị của mình. Và khi họ nhận cái giá trị của mình, họ rất là yêu mến và họ muốn nhận nhiều hơn cái sự quan tâm của mình. Và họ sẽ quan tâm những gì mình nói, quan tâm những gì mình chia sẻ, quan tâm những gì mình làm, chị chia sẻ. Bởi vì những gì mà anh chị đang làm đang mang lại cái giá trị và giúp cho cuộc sống của họ tốt hơn. Nếu như chúng ta có tư duy này, anh chị sẽ tạo ra một cái khối tài sản khổng lồ khi đi kinh doanh. Lúc trước Nhung đi kinh doanh thì không ai nói với Nhung cái điều này cả, cho nên là Nhung cứ luôn chạy theo năn nỉ khách hàng mua hàng cho mình. Và từ khi mà Nhung biết được cái điều này, Nhung đã hiểu được là mình cũng có thể lấy được cái sự quan tâm của khách hàng để gây sự chú ý của khách hàng đối với mình. Cho nên là Nhung đã cho phép mình trao dồi cái giá trị nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn, đầu tư nhiều hơn và đầu tư vào trí tuệ nhiều hơn. Liên tục học hỏi và phát triển bản thân mình để cho Nhung có một cái giá trị đủ lớn để cho người khác cần, và bất kỳ ai đến với Nhung, Nhung đều cho họ được cái giá trị rất lớn mà họ không thể cưỡng lại được, và họ muốn đồng hành cùng Nhung và nhận thêm nhiều cái giá trị của mình. Họ follow mình và thế là họ trở thành những cái người bạn, những cái người đối tác, những cái người khách hàng. Và từ khi họ trở thành những cái người đối tác khách hàng của mình thì họ còn nhân thêm nhiều cái giá trị tuyệt vời hơn nữa so với trước đây. Cho nên là chúng ta muốn có thành công trong kinh doanh lớn thì chúng ta cần phải dựa vào cái việc xây dựng cái giá trị đối với cộng đồng như thế nào. Và nếu như anh chị nào còn chưa có cái công thức xây dựng cái giá trị cho bản thân mình, phát triển cái giá trị bản thân mình, làm sao đáp ứng được những cái nhu cầu, lấy được sự quan tâm của người khác, thì hãy tham gia học tập cùng Nhung. Hãy tham gia nhóm học tập cùng Nhung để chúng ta sẽ thể cùng nhau trao đổi cái vấn đề này. Vì Nhung có sẵn một cái bộ công thức để cho anh chị ứng dụng và làm theo, để anh chị có thể phục vụ lợi ích của cộng đồng và có sự quan tâm rất lớn từ xã hội. Chính vì vậy anh chị sẽ rất dễ thành công trong kinh doanh.